Đây là cái hình ảnh hiện tại là các cư dân Quy Nhơn này đang ra ngoài này, chúng ta chờ đợi để xem các màn trình diễn của các tuyển thủ. Đây là đẹp. Chọn tổ chức trên khu vực đầm Thị Nại này cũng rất là hay đúng không? Nên là khá là trống trải và đẹp. Đây hiện tại như có 2-3 chiếc đang chạy thử á mọi người. Ok. Giờ thôi mình sẽ di chuyển đi ra và chúng ta sẽ đi xung quanh các cái cung đường ở khu vực này thử. 2 giờ chiều nha mọi người. 2 giờ chiều hôm nay thì sẽ có các cái hoạt động đua thử á, nên là mọi người có thể là ra ngoài này để mà xem cho nó cụ thể và chi tiết nha. Rất là đông luôn. Đây là khu vực công viên Đống Đa đang được sửa chữa. Vâng, xin chào tất cả mọi người, rất vui được gặp lại tất cả mọi người trong video ngày hôm nay. Và hiện tại thì đang xuất hiện ở công viên Đống Đa này mọi người. Xa xa của chúng ta là cái khu vực mà công viên này tiếp giáp với đầm Thị Nại, nơi mà các anh đang thử các cái tàu nước này cho cuộc đua. Thì rất là nhiều bà con cư dân ở Quy Nhơn đang ra đây để mà cùng chiêm ngưỡng các cái hoạt động này. Đó thì lúc nãy là mình có ghé vào rồi, nhưng mà hẹn tới 2 giờ chiều thì mới chạy ô cơ, nên giờ là mình sẽ di chuyển các cung đường ở bên ngoài để chia sẻ các cái hoạt động chuẩn bị cũng như là cái không khí nhộn nhịp quanh các cái sự kiện này đến tất cả mọi người nha.
rất nhiều các bạn trẻ thì cũng ra đây để tranh thủ lắm. Đó, thấy xe không mọi người? Quá trời xe. Người tập trung ở khu vực này nhiều lắm. Nhưng mà thấy thì kiểu như mình xem truyền hình cũng nhiều rồi hay sao? Có nghĩa là mình cảm thấy không phê lắm, nhưng mà kiểu như cũng rất là vui. Tập trung đông người thì cũng cảm giác vui vui vậy. Công viên Đống Đa đây được sửa chữa này. Trên cái trục đường này thì quá trời người đông. Ta sẽ đi ra xem thử khu vực khu vực này thì đang ở trong công viên. Đường này là đường Ngọc Hồi. Cũng có nhiều người ở ra khu vực này để nhìn này. Đó, khá là đông. Lúc nãy mình cũng vừa mới ở trong đó ra xong. Khá là nắng nha. Gần như là quanh cái khu vực tầm này là người tập trung ra nhiều á. Ai thích đông vui thì xuống khu vực trong công viên, còn hoặc là khu vực ở cái dọc cái đường Đống Đa bến Như Thiền á. Còn ai không thích đông vui thì khu vực này ngắm mình kiểu cùng hòa chung vào cái nhịp điệu đó thôi. Đây là ok, ta sẽ quay lại đường Đống Đa và di chuyển xem các con phố xung quanh này có những cái hình ảnh trong ngày nắng đẹp như thế này nó như thế nào. Thì đi ra xa cái con đường này thì kiểu như nó là cuộc sống thường ngày vẫn bình thường, nhẹ nhàng như vậy mọi người. Ta đi thử đường Hoa Lư nha. Hôm qua giờ thấy các trang của Bình Định đưa tin rằng là khu vực này đang được trang hoàng đẹp lắm. Thế là mình lên xem thử thôi. Nhìn như mấy hôm nay là container bị cấm trên các trục đường này á mọi người. Chắc cản chắc ta nghĩ đơn mấy ngày không thấy xe lớn chạy nữa. Đây chúng ta tiến vào đường Hoa Lư nha. À ở đây có cái thuyền đồng này. Đó là hôm qua là quay hình ảnh này của hai cái thuyền rồng, chắc là chuẩn bị cho được bữa khai mạc này. Ơ nhưng mà để đó hay để đâu ta? À chắc để trên sân khấu kia kìa. Đấy, đang di chuyển ra bên đó. Đang chuẩn bị ở đây thì chắc cũng không thấy trang hoàng gì nhiều, mà chỉ có hai tượng đồng này được chuyển đến thôi. Mà công nhận Hoa Lư đẹp thật mọi người, những cái cây hoa gì đẹp, rất là đẹp luôn. Đây, ok, trên này đang có một cái sân khấu nho nhỏ. Đêm hội thuyền rồng. Đúng rồi. Và đây những cái hiệp rồng kia là chuẩn bị cho tại sự kiện này đây. Vậy thì sẽ có lễ hội thuyền rồng ở đây chắc lại vào ban đêm nữa rồi mọi người ơi. Ban đêm thì đường thì sẽ không đi quay được, ở nhà chăm con thôi. Wow. Và bây giờ mọi người ngắm cái hình ảnh những cái bông hoa gì đây, rất là đẹp luôn. Để về ngâm cứu cái tên đó đã. Wow, đẹp thật luôn á.
nay chúng ta lại đi dọc sông Hà Thanh một tí rồi nha. Hôm bữa trước đi quay rồi, đẹp hết. Đây mình quay lại nè. Đứng ở bên đây ngắm bên kia sông thử như nè. Trời, mờ quá. Nhưng mà nhìn rất là đẹp nha. Nhìn ở ngoài vẫn thấy được hoa đỏ dọc bờ rất đẹp. Đó, ngoài cái khu vực sự kiện bên dưới kia thì các cái cung đường khác là vẫn là cuộc sống thường ngày, diễn ra êm đềm. Hoa nhảy rất đẹp. Bên này thì là vàng hoa giấy, rừng hoa giấy luôn. Còn bên kia là những cái hoa đỏ đỏ hồng hồng đẹp. Ở khu vực dưới này thì cũng có những cái hoa kìa kìa. Mình sẽ dừng ở đây nè. Quay lại cái để xem, dâm lên thử nha. Nhìn những cái bông hoa đỏ bên kia. Nếu mà công nhận nếu mình nhìn ở ngoài mình sẽ thấy nó đẹp hơn. Vì cái đôi mắt mình nó vẫn hơn rất nhiều cái camera. Camera nhìn không thấy được toàn cảnh, không thấy được bao quát nữa. Thế nào đẹp bằng được ngoài cuộc sống. Chính vì vậy nên là cuộc sống thực tế nó lúc nào nó cũng tuyệt vời hơn những cái hình ảnh chúng ta thấy trên truyền hình. Đôi khi chúng ta dễ dàng bị đánh lừa bởi những cái đẹp trên truyền hình, nhưng rõ ràng sau cuộc sống nó cũng thiếu vắng cái gì đó, tính chân thật, tính bao quát và tính thực tế chăng. Ok, thì xin phép dừng video nha. Cảm ơn tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video sau.